Dạ thân chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thuận Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Thì hôm nay cũng có cái dịp về xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp đó quý cô chú, để giao lưu với chỗ anh Hùng ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Thì có cái vườn kiển Minh Tiết đó, thì em cháu sẽ mời quý cô chú anh chị cùng giao lưu với chỗ anh Hùng nhé. Đó thì xin nhắc lại với quý cô chú anh chị là cái số của anh Hùng đó là 0938 639 674 hoặc là 0935 208 982. Đó thì em cháu mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng giao lưu với chỗ anh Hùng ở Sa Đéc nhé. Rồi, xin chào anh Hùng ơi. Chào anh Thượng ơi. Rồi hôm nay thì cũng nghe anh Hùng thông tin đó là vườn mai Minh Tiết của mình đó ở Sa Đéc, Đồng Tháp đó có sưu tầm được những cái cây mai rất là đẹp để giao lưu cùng quý chú bác chơi Tết đó. Thì mời anh Hùng chào quý chú bác và giới thiệu luôn nha. Rồi xin chào bà con cô bác trên cả nước. Rồi bữa nay anh em tụi tôi có 7-8 cây mai thành phẩm chơi Tết. Rồi. Bữa nay cũng giao lưu với bà con cô bác gần rồi. Xa. Rồi. Đó, thì xin bà con cô bác giúp hội. Đó, thì mong quý chú bác xem cây ha. Dạ. Giao lưu nếu mà ưng cây nào thì cứ liên lạc với chỗ anh Hùng nha. Dạ. Rồi bây giờ mời anh Hùng giới thiệu cây đầu tiên luôn anh Hùng ơi. Dạ. Đây là cây số 1 bà con ơi. Cây số 1 ha. Dạ. Từ từ khoan anh Hùng hãy đo để mình chi tiết đi. Để mình tổng thể nè. Tổng thể trước đi. Đó, tổng thể trước cái cây nè để cho quý chú bác xem. Đó, một cái cây mai tàn ha. Đó, bây giờ anh Hùng giới thiệu đặc điểm cái cây cho quý chú bác đi. Dạ, cây này cây số 1 thành phẩm xù bú với xù chảy luôn bà con ơi. Ồ, đây, những cái nốt xù nè anh chỉ cho quý chú bác luôn đi anh. Xù chảy nè bà con, ấy một lóc tay hơn là bà con. Lóc tay là xù dài lên trên. Đó, anh vừa giới thiệu đi mình sẽ đi một vòng cho quý chú bác. Xù bú. Lấy cái xuống gặp rồi bà con. Đó, bú cục lên. Rất là đẹp ha. Đây, bây giờ em cháu sẽ đi một vòng cho quý chú bác xem cái bộ đế của em đó nè. Đó. Đi chi tiết vô nè. Bộ đế rất là đều ha. Đó, anh Hùng vừa giới thiệu cây đi, mình đi một vòng cho quý chú bác hình dung nè. Rất là đẹp cây nha quý chú bác. Đây, cái vị trí này nè. Cộng đế nó cũng rất là to ha. Đây quý chú bác xem nha, cái bộ đế của em nó rất là khéo ha. Đó. Anh Hùng vô chỉ một số cái nốt nốt xù nè bà con. Nốt xù chảy nè ha. Xù chảy nè bà con, nó hơn một lóc tay của em cháu luôn á. Đây. Dài dài nên nó có xù chảy nè. Đây, tay cành bên trên nè. Tay cành cũng nhạo sẵn rồi bà con ơi. Rất là đều ha. Cũng tay cành cũng có nhiều. Đây, em cháu sẽ chi tiết cho quý cô chú xem ở trên nè. Đó, tay cành là rất là đều ha. Đó, bẻ nhạo từ trước hả anh Hùng hả? Để nhạo sẵn rồi bà con. Đó. Chi cành này cũng có mười mấy năm rồi. Rất là khéo cây luôn. Nó cũng xù chảy, xù dài dài lên. Nó cũng có mấy cục bú bú à. Đây, cục giống như cục bú ra ha. Nó xù chảy lên, nó chơi trên luôn bà con. Đây em cháu sẽ chi tiết tổng thể lần nữa cho quý chú bác xem nè ha. Đây, bộ tàng của em nó cũng tương đối nha. Đó, bộ tàng rất là khéo nè. Mai này thần chậu bà con ơi. Thần chậu ha. Mai thần chậu thường từ nào giờ mấy chứ mười mấy 20 năm luôn rồi đó bà con. Thần chậu quý chú bác ơi. Đây tay cành bên trong được bẻ nhạo từ trước rất là đẹp ha. Bây giờ mình mời anh Hùng lấy cái thông tin của cây nè cho quý chú bác hình dung anh Hùng ơi. Dạ. Rồi đó, anh đo đi. Rồi anh đo cái vị trí ở đó giờ báo cho quý chú bác nè. Cái này 55 tính 54 rồi coi. Rồi 54 dạ. Ha. Dạ. Rồi đo thêm luôn anh ơi. Rồi đeo cái vòng sắp sắp thước ra đo cho quý chú bác nè. Cây này bộ đế nhìn tương đối là khéo nha quý chú cái bác. Này bộ đế cỡ 200 đó bà con ơi. Rồi cỡ khoảng 2 thước ha. 2 thước á. Rồi giờ đo thốt thân luôn. Rồi từ từ anh đo đi, đo cái độ thốt thân của cây nè. Đây qua đây mình ghi cho. Rồi thốt thân nhiêu nè? Rồi thốt thân 38 bà con ơi. Thốt thân 38. Rồi tay cành lên trên luôn anh Hùng ơi. Tay cành
Mai canh 16 bà con ơi. 16 ha. Đó, dáng em nói là trực thẳng lên nha quý chú bác. Coi cho bà con bên em cái nữa. Đó, tay cành thứ hai ha. Tay cành thứ hai là 23 bà con ơi. 23. Rồi thông tin đi. Rồi anh ra anh lấy cái tàn. Cái đường kính của cái số 1 bà. Cái tàn của cây nè. Này cỡ 1m6 1m7 đó bà con. Khoảng mét khoảng 1m6 đi ha. Dạ. 6 1m6 hơn á. Dạ. Rồi chiều cao luôn không ơi. Đây, cái dáng của cây đây quý chú bác ơi. Chiều cao khoảng 2 mét đó bà con. Chiều cao khoảng 2 thước ha. Dạ. Đây, em cháu sẽ chi tiết lại cho quý chú bác cái tay cành nè. Đó, tay cành đắt lượng bé nhạo nè. Cái này đặc biệt có cái là cũng xù cũng như xù chảy cũng nhiều nha bà con. Xù chảy ha. Dạ. Đây quay cái nó xù cho quý chú bác hình dung nè. Xù rồi. Lên bú lên dài dài tới trên luôn bà con, hay đóng xù chảy có nách xù cái chân. Đó, em cháu sẽ chi tiết từ từ cho quý chú bác hình dung ha. Cây này thần chậu lâu năm rồi bà con ơi. Về yên tâm chơi thoải mái. Bà con chỉ biết chơi thôi. Mua về chơi Tết thôi. Đây, em cháu sẽ đi một vòng nữa cho quý chú bác hình dung lại nè. Cụ đế rất là khéo. Anh lấy cái thước anh hao cái cọng đế ra. Hao cọng đế cho bà con coi luôn. Cho quý chú bác hình dung cái cọng đế nè. Cái độ lớn của nó nè. 15 bà con ơi. Ồ 15 ha. Đó. Tương đối quý chú bác ơi rất là to luôn. Rồi đo cái đường kính luôn. Đường kính bầu đi. Kính bầu luôn. Đường rồi 1m5 bà con ơi. 1m5 ha. Rồi coi như qua chậu chậu mét đó. Đó, đi một vòng cho quý chú bác coi lại nè. Đó, tổng thể lại quý chú bác ơi. Cây này tương đối nha, bộ tàn tàn thông rất là đẹp. Rồi anh Hùng vô giao lưu cái cây số 1 cho quý chú bác luôn anh Hùng ơi. Con xin giao lưu với cô bác là cây này 40 triệu bà con ơi. Rồi cây số 1 là 40 triệu hả? Bao xếp dạ, bao xếp 200 km. Xếp 200 cây số ha. Dạ. Đó. Thì quý chú bác trong quá trình xem đó thì muốn tìm hiểu thêm thông tin thì cứ alo liên lạc với chỗ anh Hùng ha. Đó, em cháu để cái số của anh Hùng ở góc trái của màn hình. Ở quý chú bác cứ thông thả xem thì nếu mà hợp nhãn em nói thì cứ alo đó, để mà anh Hùng ship cây cho quý chú bác chờ Tết luôn ha. Cây này tương đối là nhìn đẹp nha quý chú bác. Đó, thân em nó trực thẳng lên đó, mà cái thân nó có cái độ xù nó nu nhất định đó, rất là đẹp đó. Thì mong quý chú bác xem nếu mà thấy thích thì cứ alo ha, liên lạc với chỗ anh Hùng để anh Hùng cung cấp thông tin và ship cây cho quý chú bác nha. Rồi mời anh Hùng giới thiệu cây tiếp theo anh Hùng ơi. Dạ, cây tiếp theo là cây số 2 bà con ơi. Cây số 2, rồi anh Hùng giới thiệu luôn. Cây tàn thiên nhiên. Ồ, cây tàn thiên nhiên ha. Bông bao đẹp từ 7-8 cánh tới 9 cánh bà con ơi. Rồi, bông bao đẹp cho quý chú bác nha. Chút xíu nữa em cháu sẽ quay cái bông cho quý chú bác. Đây, cái bộ tàn của em nó đây quý chú bác ơi. Đó, tổng thể nè. Cây nằm bồn lâu rồi bà con. Nằm bồn ha. Dạ, nằm bồn lâu rồi, mới đem về đây. Đây em cháu sẽ ghi chi tiết cho quý chú bác nè. Đây vô cái bộ đế nè. Anh Hùng mà giới thiệu cái bộ đế cho quý chú bác anh Hùng ơi. Cái bộ đế cũng đều lắm bà con ơi. Bộ đế này hầu như là không có thiếu mặt nào hết trơn bà con. Đây. Bộ đế bự cũng được lượng lắm. Đây cái cũ nó rất là to ha. Đây em cháu đi vòng cho quý chú bác hình dung nè. Cây này là cây thiên nhiên trồng bồn lâu rồi bà con ơi. Coi như là tay cành tự nhiên ha. Nữa em cháu có xếp cho bà con thì em cháu bó bầu. Bó bầu ha. Bó bầu đi xe tải. Coi như là đảm bảo nha. Dạ đảm bảo bà con sống 100% luôn. Đảm bảo về cho quý chú bác chơi dịp Tết luôn. Tết luôn. Đó. Bộ đế rất là đẹp luôn quý chú bác ơi. Đây tay cành bên trên nè. Đó, phân bố rất là đều nè. Đó tay cành tự nhiên ha. Dạ đặc biệt con cái là con bao đẹp, bao bông đẹp luôn. Bông bao đẹp ha. Bông lớn luôn. Rồi bây giờ vô anh mời anh Hùng vô lấy cái thông tin đi cho quý chú bác hình dung lại nè. Đây em cháu đi xa xa lần nữa nè. Rồi lấy thông tin đi cho quý chú bác hình dung cái độ lớn của cây nè. Rồi vị trí đó nhiêu nè. Vị trí này là 50 bà con ơi. Ồ 50 ha. Dạ 50. Rồi anh đo thêm luôn anh Hùng ơi. Rồi đo cái đường kính bầu luôn. Rồi sắp ra. Cái này cũng cỡ 200 nữa bà con ơi. Cái đó là tổng đế tổng đi. Tổng đế đó, tổng mình đế 200. Khoảng 200 ha. Dạ. Rồi, chiều thốt thân nè. Thốt thân. Đó, từ từ đo cho quý chú bác hình dung nè.
Rồi thốt thăng này 53 bà con ơi. 53. Dạ. Rồi vị trí tay cạnh thứ nhất nè. Rồi đây cạnh thứ nhất cho bà con tham khảo. À, cái này 14 bà con ơi. 14. Dạ, bên đây. Đó, từ từ đo thông số cho quý chú bác hình dung. Cái này 18 bà con ơi. Rồi bên đó 18 ha. Dạ, 18. Đây, anh ra anh hao hao cái tàn với lại chiều cao cho quý chú bác luôn anh Hùng ơi. Xin nhắc lại với quý chú bác là mình đang giao lưu với chỗ anh Hùng ở Sa Đéc nha. Okay. Đó. Cái tàn xin quý khách là cái tàn này đường kính là 3,5 m. Khoảng 3,5 m ha. Rồi chiều cao hao hao đi anh. Chiều cao hao hao đó thì cũng cỡ 4 m các bà con cũng ơi. Cỡ 4 thước ha. Dạ. Để em cháu lấy ra nè. Nó cái tàn em nó rất là xum xê nha. Bộ tàn rất là đẹp luôn. Tay cầm tự nhiên quý chú bác. Đây em cháu sẽ đây chi tiết cho quý chú bác cái bông nè. Đây cái bông của em đó nè. Đây đó. Bông hình như là mình thấy là cũng cánh cũng rất là nhiều nha. Thích cánh luôn. Mai dảo ha. Đó. Tay cầm tự nhiên quý chú bác ơi. Đây tổng thể lên lần đó. Đó, cho quý chú bác hình dung cái bộ tạng của em đó, mà đặc biệt là cái đế rất là đều ha. Đó, xa xa cái bộ đế rất là đẹp. Rồi mời anh Hùng giao lưu cái cây này cho quý chú bác luôn anh Hùng ơi. Dạ con cũng xin giao lưu với bà con cô bác cây này 35 triệu. Ồ 35 triệu ha. Dạ. Rồi ship sao? 200 cây số luôn. Ồ ship cũng 200 cây số ha. Đó cái thì có bác xếp cho bà con là con bó bầu lại. Bó bầu lại ha, ship xe tải ha. Xe tải rồi. Đó coi như là đảm bảo quý chú bác về yên tâm mà giao lưu nha. Đó cây nè, em cháu chi tiết lại nè. Bộ đế rất là đẹp. Quý chú bác yên tâm nè. Đó thì cây có như thế nào thì em cháu với lại anh Hùng tả y như vậy đó, để cho quý chú bác có cái thông tin để về giao cành luôn. Cây cũng lực lưỡng lắm bà con ơi. Bự lắm. Đó tay cành lên trên nó cũng rất là đẹp. 20 mấy luôn. Tay cành tự nhiên ha. Tự nhiên. Đó thì mong quý chú bác nếu mà xem video, nếu mà thấy cảm thấy hợp nhãn thì cứ alo liên lạc với anh Hùng nha. Để mà anh Hùng trao đổi thông tin với quý chú bác và ship cây cho quý chú bác chơi dịp Tết. Rất là khéo cây luôn quý chú bác ơi. Rồi mời anh Hùng giới thiệu cây tiếp theo luôn Hùng ơi. Dạ cây này con xin giao lưu với bà con là cây số 3. Cây số 3 ha. Dạ, cây số 3 này cây tàn cũng tàn thiên nhiên. Tàn tự nhiên luôn. Dạ. Ồ rất là đẹp luôn quý chú dạ, bác ơi. Đây. Này nó từ 5 cánh tới 9 cánh bà con ơi. À bông từ 5 tới 9 cánh ha. Bông chùm ha. Bông chùm đó bà con. Đây quay xa xa cho quý chú bác hình dung nè. Đây cái bộ tàn em nó nè. Nó nằm cái bồn nha quý chú bác. Đó em cháu sẽ chi tiết vô cái bộ đế nè anh Hùng giới thiệu nè anh Hùng ơi. Cái này nó cũng nằm bồn mà cũng lâu năm rồi nha bà con. Đây là cái đây. Bồn á thì sống khỏe á. Đây bộ đế đây quý chú bác ơi. Cây này như già cây rồi quý chú bác ơi. Cây này nó cũng 20 mấy 30 năm rồi bà con ơi. Đây bộ đế chảy đều ra nè. Đó rất là cộng nào cộng nấy rất là to luôn ha. Có cây cộng này nó to hơn cả cầm tay của con á, bự hơn to. Đó chi tiết cho quý chú bác nè. Đó đi vòng nè. Có đế dưới này hết trơn bà con ơi. Đế nằm dưới này có tay hổng móc. Đó. Dạ, tay hổng mô bà con. Rồi tay cành bên trên nè. Tự nhiên luôn ha. Dạ tự nhiên. Quý chú bác thông thả từ từ xem. Đó, em cháu thì vô quý chú bác hình dung nè. Anh Hùng vô lấy thông tin đi cho quý chú bác hình dung nè. Rồi. Vị trí này đi. Đo vị trí này. Dạ. Chú bác hình dung nè. Cái này 44 bà con ơi. Rồi vị trí này 44 ha. Dạ. Rồi anh sắp thước ra cho quý chú bác xem cái bộ đế của nó nè. Đó hào hào cái bộ đế nè. Rồi cũng cỡ 1m6 1m7 đó bà con ơi. Rồi khoảng 1m6 đi. 1m6 hơn. Rồi thoát thân em nó luôn anh ơi. Rồi quý chú bác có những cái thông số cơ bản để hình dung nè. Rồi thoát thân là 46. 46 thoát thân. Rồi đo tay cành nó cho ngay đó luôn. Chi cành 21 bà con ơi. 21. Rồi hao hao cái tàn luôn nè anh Hùng ơi. Đó cho quý chú bác có cái thông tin nè. Cái tàn này cũng 3 m ngoài đó bà con ơi. Rồi 3 m hơn ha. Chiều cao luôn anh Hùng ơi. Cỡ 4 m đó bà con ơi. Hao hao 4 thước ha. Đây tổng thể đi quý chú bác ơi. Đó tay cành em nó là tự nhiên nha. Đây phân bố rất là khéo nè.
Rồi mai này từ 5 chín 5 cánh thì tới 9 cánh rồi bà con. Rồi bông từ 5 tới 9 cánh ha. Đây em cháu ghi cho quý chú bác xem cái bông chùm của nó nè. Đó. Đó, bông chùm nè. Đây tổng thể là quý chú bác ơi. Cây bộ đế em nó đây. Bông 5 9 cánh ha. Đây bộ đế rất là đẹp luôn. Nó giống như là một cái con thú mà nó nằm trường ra ha. Đây bên trên tay cành rất là khéo luôn. Đây tổng thể đây nè. Đó, cái dáng em nói nghe quý chú bác. Rồi mời anh Hùng vô giao lưu cái cây này luôn anh Hùng ơi, cây số 3. Dạ cây số 3 này con xin giao lưu với bà con là 30 triệu bà con ơi. 30 triệu ha. Dạ con cũng bao xếp 200 km. Rồi xe tải luôn. Xếp 200 cây số xe tải cho quý chú bác ha. Rồi. Đó, mong quý chú bác xem video. Nếu mà thấy ưng em nó thì cứ alo cho anh Hùng ha. Đó, để anh Hùng sắp xếp chiếc cây cho quý chú bác chơi dịp Tết. Cây rất là khéo luôn. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn anh Hùng ơi. Dạ cây này cũng cây số 4 rồi, con xin giao lưu với bà con. Cây số 4. Thần chậu cũng lâu rồi bà con ơi. Ồ cây thần chậu ha. Có bẻ nhạo rồi chỉnh sửa thành kiển rồi bà con mua về chỉ chơi thôi. Đó tay cành bẻ nhạo trước rồi ha. Dạ bẻ nhạo sẵn rồi bà con. Đó cây này về quý chú bác về chơi thôi chứ không còn vấn đề gì nữa hết. Để sửa gì nữa chơi đó bà con. Bộ đế rất là đẹp nè. Để em cháu đi vòng cho quý chú bác hình dung nè. Đó. Từ từ nha quý chú bác không thả xem nha. Tại vì cái vị trí nó cũng hơi khó cho nên em cháu đi vòng vòng xa xa. Cái nét nó giống quái thú bà con ơi. Đây. Đây vô bên này. Đó. Nó giống như là cái con thú ha. Giống quái thú. Đặc biệt có cái là bông này bông bự nữa nha bà con. À, thông báo bông luôn ha. Thông báo đẹp, dạ. Thông báo đẹp cho quý chú bác nha. Đây. Ồ, này giống như là một hình một cái con thú nè. Rồi anh vô lấy thông tin luôn đi anh Hùng. Dạ, dạ. Cái bộ tàng nó hơi khuất cho nên em cháu thì cố gắng ghi cho quý chú bác nè. Rồi vị trí đó nhiêu nè. 40 mấy? 43 bà con ơi. 43 ha. Dạ, 43. Rồi, anh đo thêm cái những cái tay cành của nó đi. Dạ. Cái thân có hai cái thân á. Hai thân. Đó, đo thân lớn. Thân ở đây thì 23 bà con ơi. 23. Dạ. Rồi, đó bên kia. Này giống như con thú quái vậy ha. Quái thú. Ở đây cũng 22 bà con ơi. Rồi, 22 nè. Có thân của nó cỡ tắc hả? Đó thân rất là lực là ha. Luôn. Dạ. Quá lực luôn. Luôn. Đây em cháu đi xa xa ra nè, anh Hùng lấy cái tàn với cái chiều cao đi. Đó, bẻ nhạo tay cành bẻ nhạo nha quý chú bác. Cái này cái đường kính nó cũng cỡ 3 mét đó bà con ơi. 3 mét đường kính ha. Chiều cao cỡ 1m9, 2 mét cho lại bà con ơi. Chiều cao khoảng cỡ 3 thước rồi ha. Chiều cao cỡ 1m mấy 2 mét cho lại à. Xin lỗi, cỡ 1m 9. Dạ. Cái đường kính nó 3 9, 2 mét. Đường kính thì rộng nè. Dạ. Đây tay cành quý chú bác ơi. Em nó có bên trong nó có hai cái thân rất là to nè. Đặc biệt con cái là cây này là thần chậu rồi nha bà con. Thần chậu ha. Thần chậu rồi khỏi lo bao bông luôn. Bao bông quý chú bác về chơi Tết nè. Đó, tay cành thì bẻ nhạo xong hết rồi. Đó, quý chú bác chỉ cần về lựa cái chậu đẹp đẹp vô là chơi là rất là đẹp luôn. Đây xa xa. Đó, tổng thể là bộ tàng nè tương đối là khéo nha quý vị quá. Đó, bộ tàng này tàng đào ha. Về bà con vô chậu mét 2 bà con chơi được rồi bà con ơi. Vô chậu lớn chút xíu. Dạ, mét 2 á. Rồi anh giao lưu cái cây này luôn anh Hùng ơi. Dạ cây số 4 này con xin giao lưu với bà con là 25 triệu. 25 triệu ha. Dạ, con cũng bao xếp 200 cây số luôn. Xếp 200 cây số bằng xe tải luôn. Xe tải luôn. Đó cho quý chú bác yên tâm mà giao lưu nha. Đó quý chú bác mà trong quá trình xem nếu mà thấy cây hợp nhãn thì cứ alo liền với anh Hùng. Đó, để anh Hùng ship cây cho quý chú bác. Đó, cây đợt này mình thấy
khéo, rất là khéo, giao lưu cùng quý chú bác chơi Tết. Rồi anh Hùng giới thiệu cây tiếp theo luôn Hùng ơi. Tiếp theo là cây số 5 bà con. Ồ, cây số 5 ha. Cây số 5 này cây 1241 bẻ, có bẻ nhậu chi cành thành kiếm sẵn rồi bà con. Ồ, bây giờ mình cho quý chú bác tham khảo cái bộ đế của em đó nè. Ồ, bộ đế rất là nó một bệt ở trong luôn nè. Bông của em nó thì cũng từ 5 cánh cho tới 8 9 cánh đó bà con ơi. Bông 5 8 9 cánh ha. À. Đây bộ đế quý chú bác ơi. Đây em cháo vô nè. Quý chú bác xem bộ đế nè. Cây này thành phẩm sẵn rồi bà con ơi, giờ chỉ biết chơi Tết thôi. Ôi, rất là khéo luôn ha. Cây này một thằng một cốt rất lượng. Tay cành nó quá ể rồi quý chú bác ơi. Tay cành bự lắm bà con ơi. Đây tay cành đây. Nó đều gan luôn bà con ơi, nó phân chi. Ờ, được bẻ nhạo. Nó cũng có mấy chục bún rồi bà con. Rồi anh lấy thông tin luôn đi anh Hùng ơi, cho quý chú bác hình dung nè. Đây mình tổng thể lần là cho quý chú bác xem nè. Đó, tay cành của em nó được bẻ nhạo từ trước nha. Rồi từ từ. Bà con ơi. Khoan từ từ. Rồi anh đo lại đi. Rồi vị trí này 41 ha. Bà con ơi. Rồi anh đo thêm luôn. Rồi cái tầm đầu. Cái này cũng cỡ 1m8 đó bà con ơi. Khoảng 1m8 ha. 1m8 đó bà con. Ờ, tổng đế khoảng 1m8 đó. Rồi hao hao cái thốt thân. Thốt thân với tay cành luôn nè. Rồi thốt thân 19 đó bà con ơi. Thốt thân 19 ha. Rất là lực luôn. Tay cành luôn không ơi. Tay cành 15 bà con ơi. Ừ. À cái 15. Rồi anh hao hao cái tàn với chiều cao luôn nè. Cây rất là khéo luôn. Cái tàn của em nó cỡ 3 mét đó anh ơi. Khoảng 3 thước ha. Chiều cao cỡ 3 mét rưỡi trở lại rồi con ơi. Chiều cao 3 mét rưỡi. Đây em nó vót lên trên luôn nha quý chú bác. Đây em cháo xa xa vô cho quý chú bác xem cái bộ đế bên trong nè. Có cái là em nói cái cây này là thịnh chậu nha bà con. Thịnh chậu ha. Thịnh chậu rồi. Nào giờ trồng chậu. Tay cành rất là đều luôn nè. Cũng cả chục năm chậu rồi. Tay cành rất là đều luôn. Được bẻ nhạo rất là khéo ha. Rồi anh giao lưu với cây này luôn anh Hùng ơi. Là cây số 5. Số 5 này là giao lưu với bà con là 30 triệu rồi. 30 triệu ha. Dạ. Bằng xếp cũng 200 km. Xếp 200 cây số. Đó bằng xe tải. Quý chú bác giao lưu thì cứ yên tâm nha. Đó, cây thì nó y như thế nào thì em cháu tả y vậy. Đó, để quý chú bác về giao lưu yên tâm. Đó, có cái niềm tin nha. À, bao cho quý chú bác về là ship về tới nơi tới chốn. Đó, chỉ bỏ vô chậu đẹp là chơi thôi. Em cháu bị xe tải xét cho bà con. Xe tải luôn ha. Nó không có qua bưu điện, bưu cục gì hết. Ship tới tận nhà cho quý chú bác. Rất là đẹp cây luôn. Rồi anh Hùng giới thiệu cây tiếp theo luôn anh Hùng ơi. Dạ con cũng giới thiệu với bà con cô bác cây là cây số 6, cây dáng bay. Ồ, một cái cây dáng bay quý chú bác ơi. Đây em cháu xa xa nè. Đó, dáng em nó rất là khéo ha. Đây anh Hùng giới thiệu cái bộ đế của cây cho quý chú bác nè. Wow, bộ đế rất là lực quý chú bác ơi. Có 20 triệu trước luôn rồi bà con. Đây em cháo từ từ nè. Đó từ từ vô quý chú bác xem nè, soi vô nè. Bộ đế thì bà con cứ khỏi lo. Tương đối à. Bộ đế này rất là đẹp luôn nè. Bộ đế thì quá lực rồi. Đó nó có cái vàng là cái vàng lực bên trước nè ha. Rất là đẹp luôn quý chú bác ơi. Đây em cháu đi qua bên đây cho quý chú bác coi lại cái bộ đế nè. Đế quá lực rồi. Đây tay cành đi quý chú bác ơi. Đây quý chú bác xem nè. Tay cành của em nó rất là khéo luôn nè. Đó dán bài nha quý chú bác. Đây tổng thể là một lần nữa quý chú bác xem nè. Đó dán rất là đẹp luôn. Đây tay cành được bẻ rất là chuyên nghiệp nha. Đó, bẻ rất chuyên nghiệp luôn quý chú bác ơi. Cây này cũng làm chậu lâu năm rồi nha bà con. Rồi, từng chậu rồi ha. Chậu lâu năm rồi đó.
bông thì cũng bao đẹp cho quý chú bác nha. Bông bự bà con ơi, khỏi rồi lâu. Anh lấy cái thông số vị trí này đi cho quý chú bác hình dung luôn nè. Rồi cho bà con cô bác hình dung em đó. Cây này khéo quý chú bác ơi, dáng khéo quá, dáng dáng bài. Dạ 48 bà con ơi, ý 48 bà con. Rồi vị trí đó 48 ha. Dạ 48 đi rồi lại đây. Từ đo đi. Dạ 48 bà con, 49 gì 48. Rồi. Rồi anh sắp ra đo cái tổng cái đế cho quý chú bác hình dung nè. Cộng tổng nào đế cộng đế rất là nhiều. Rất là lực như củ mì vậy quý chú bác ơi. Dạ cái này cỡ 2 mét nha bà con ơi. Khoảng 2 thước ha. Dạ 2 thước. Rồi anh đo thoát thân của em nó luôn nè. Thoát thân của em nó để rồi. Thoát thân là 39 số đẹp luôn bà con ơi. 39 thoát thân nè, tay cành luôn nè. Đó, vị trí này luôn nè. Tay cành 22 bà con ơi. Đó, rất là khéo luôn nè. Đây quý cô bác coi ở trên nè. Đó, những cái chi cành nó đưa ra nè. Chi cành lớn lắm bà con ơi. Nó có cái độ xù nhất định ha. Đây độ xù, nu xù. Cái này thành phẩm hết trơn bà con, cái dáng bay thành phẩm hết trơn rồi. Đó, những cái nốt nốt nu nè. Cái này về mà bà con cô bác để vô tiểu cảnh người tôi chơi cái thôi. Rất đẹp luôn. À, quá đẹp. Đây tổng thể là quý chú bác ơi. À, anh hao hao cái bộ tàn với lại chiều dáng bay của nó luôn anh Hùng. Cái tàn em nó là cỡ 2.8 đó, chiều dài á bà con. Chiều dài 2.8 ha. Ở chiều cao. Chiều ngang là cỡ 1.6 đó bà con. Ngang 1.6 nè. Rồi chiều cao luôn anh Hùng ơi. Chiều cao cỡ 1.8 đó bà con ơi. Chiều cao khoảng 1.8 hơn. Đây quý chú bác xem loại bộ đế. Rất là lực và rất là khéo luôn. Anh lấy cái thước anh ướm thử cái cộng đế của em đó nè, cho quý chú bác hình dung nè. Đó, ngay vị trí nào thì mình đo ngay vị trí đó. Đó, cho quý chú bác hình dung nè. 17 bà con ơi. Rồi, vị trí đó 17 ha. Dạ, cái này nó bự hơn bằng tay đó bà con, bự hơn bằng tay con nữa. Rất là to luôn, cái bệ như bệ đùi ếch vậy ha. Đây, quý chú bác xem lại nè. Rất là khéo, tay cành rất khéo, dáng bay rất đẹp. Đây tổng thể là cho quý chú bác hình dung cái dáng em đó nè. Đó, tổng hết nè. Rồi anh Hùng giao lưu cái cây này cho quý chú bác luôn anh Hùng ơi. Con giao lưu với bà con cô bác cây dáng bay này là 60 triệu, ý là 70 triệu bà con. 70 triệu ha. 70 triệu. Rồi ship cũng vậy ha. Ship cũng 200 cây số luôn bà con ơi. Ship cũng 200 cây số luôn quý chú bác ơi. Xe tải luôn. Đó, quý chú bác yên tâm về cái phần ship ha. Đó, nếu mà quý chú bác chọn cây rồi thì cây sẽ nguyên hình nguyên dạng này. Đó, tới nhà quý chú bác chơi không có lo phải vấn đề hư hao gì hết. Rất khéo luôn. Đó thì mong quý chú bác xem video, nếu mà thích cái cây nào thì cứ alo cho anh Hùng nha. Đó, số của anh Hùng thì anh cháu để góc trái màn hình, quý chú bác cứ thông thả xem và liên lạc ha. Rồi anh Hùng giới thiệu cây tiếp theo luôn anh Hùng ơi. Dạ cây này cây số 7 nó cây xù cũng xù chảy xù da cũng 50% rồi bà con. Rồi cây số 7 ha, một cái cây tàng đa quý chú bác ơi. Tàng đa. À, rất là khéo bộ tàng luôn. Cây này cũng thân chậu rồi bà con. Nó xù hả anh Hùng hả? Dạ xù. Rồi anh chỉ những cái điểm xù cho quý chú bác nè. Nó xù. Quá đẹp quý chú bác ơi. Xù này cũng 50% có hơn rồi bà con, dài dài ở trên nhánh mấy cái nách nó có xù nữa. Đây đi một vòng cái bộ đế nè. Quý chú bác xem bộ đế. Đế là lực lưỡng luôn nè bà con. Đế là... tàng đa quý chú bác ơi. Cây này là có trên 50 năm rồi đó bà con. Từng chậu á. Quá đẹp cây rồi. Đây, em cháu sẽ đi một vòng cho quý chú bác hình dung nè. Tại cái vị trí nó hơi là khuất vô trong cho nên em cháu đi một vòng cho quý chú bác hình dung nè. Nó thần chậu mấy chục năm rồi đó bà con. Mà cái tuổi thọ của nó cũng cỡ 50 năm để lên rồi đó. Già cây rồi. Đây cái vị trí này nè. Rất là giống như cổ luôn đó quý chú bác ơi. Đây dạng như thành biển rồi đó bà con ơi. Anh bước qua bên kia đi, anh lấy thông tin đi cho nó dễ nè. Đây đó, đúng rồi đó. Anh lấy thông tin đây đi cho quý chú bác hình dung luôn ở đây nè. Để mình đi qua bên này chút xíu. À, anh cứ đo đó đi. Rồi cái này 53 hoành bà con ơi. Từ từ anh để nó đi để mình vô. Đây, cái vị trí nó hơi khó khăn chút xíu.
Đây, vị trí này 53. 53 ha. Dạ. Rồi anh đo thêm luôn. Đo cái đường kính bầu, cái đường kính bộ rễ đó của em đó. Giờ tổng à. Mét rưỡi, tổng thể cỡ mét rưỡi rồi coi. Khoảng mét rưỡi ha. Dạ. Ừ. Anh ướm thử mấy cái cọng đế cái nè, quá đẹp anh ạ. Cái cái bự lắm rồi coi. Rất luôn chú bác. Nói chung là nó phân bố đều ra hết. 21 rồi con ơi. 21 ha. Dạ, bên đây. Bên đây 24 rồi con ơi. Rồi vị trí bên đó 24 ha. Dạ, 24. Rồi anh hao hao cái tàn với chiều cao luôn anh Đồng ơi. Dạ, cái thoát thân ha. Rồi cái thoát thân em đó là 22 rồi con ơi. Thoát thân 22. Dạ. Tay tay cạnh luôn. Ừ. Chỉ cần 23 bà con ơi. 23 rất là lực luôn. Hao hao bộ tàng với chiều cao luôn anh Nồng á. Cây này bộ tàng đẹp quá chú chú bác ơi. Cỡ 1m8, 1m9 là chiều đường kính đó bà con. Khoảng 1m8 hơn ha. Rồi chiều cao cỡ 1m7, 1m8 à. Ừ. Bộ tàng đa rất đẹp, rất khéo luôn. Tay cành thì được bẻ nhạo nghe quý chú bác. Đó, bên trong bẻ nhạo đầy đủ nè. Cái này đặc biệt nó thân chậu rồi bà con. Để anh cháu soi lên tay cành cho quý chú bác xem nè. Ừ. Bà con về chơi để chậu 1m1, 1m2 cũng được. Chậu phải to to chút xíu cho nó đủ cái sức. Dạ. Ừ. Đó, bộ tàng rất là đều. Cái này đặc biệt em nói là xù vàng á bà con. Xù lâu năm rồi. Nó già cây nó xù. Thấy cái độ xù nó rất là xù. Là đẹp ha. Dạ. Trên nách nó có u u hết trơn rồi. Già lắm. Đây xôi vô cái bộ cái những cái cọng đế cái của nó nè. Cái bự nè, để bằng tay nè. Đó, bành bành thôi. Đó, vị trí xù nè, anh chỉ cho quý chú bác nè. Đó. Xù trong nách nè, đó, u u nè, hả? Nó muốn chảy á. Rồi anh giao lưu cái cây này luôn anh Hồng ơi. Dạ, cây số 7 này em cháu là giao lưu với bà con là 40 triệu. 40 triệu ha. Dạ, ba xếp 200 cây số. Ồ. 40 triệu quý chú bác ơi, ship 200 km luôn. Đó, mình thấy là những cái giá cả này cũng tương đối là hợp lý nha. Bông bao đẹp bà con ơi. Đó, bông thì bao đẹp cho quý chú bác ha. Đó, nếu mà quý chú bác xem video, nếu mà thấy hợp nhãn cây nào hoặc là muốn tìm hiểu thêm thông tin thì cứ alo cho anh Hùng nha. Đó, để anh Hùng cung cấp thông tin và ship cây cho quý chú bác chơi. Rất là đẹp cây luôn. Rồi, giới thiệu cây tiếp theo luôn Hùng ơi. Dạ, cây tiếp theo thì giao lưu với bà con là cây này là một thanh một cốt mà chi có bẻ nhạo sẵn rồi nha bà con. Rồi tay cành bẻ nhạo ha. Cũng thịt chậu rồi nha bà con. Đây cái bộ đế của em nó đây quý chú bác ơi. Buộc nó có cái xù dạng xù cám ha. Xù cám bây giờ toàn thân luôn cám. Đây. Cám xù hết thân luôn. Để mình đi mình đi vòng nè cho quý chú bác hình dung nè. Đó tổng thể bộ đế nè. Bên đây là xù. Xù dài dài. Đây cái độ xù của em đó nè. Đó em cháu thì cố gắng ghi chi tiết để quý chú bác có cái thông tin rồi hãy giao lưu. Đó, một vòng cái bộ đế không chê được ha, đế rất đều. Đây tổng thể đây quý chú bác ơi. Đây ở trên này nó có xù dài lắm tới trên luôn. Đó, đây tổng thể ha, tay cành bẻ nhạo ha. Cây từ trên xuống dưới là xù hết nha, những cái điểm những cái nách nó là xù hết nha quý chú bác. Cái này là cây mai dảo bà con. Dảo ha. Dạ. Rồi anh vô lấy thông tin luôn anh Hùng ơi. Đó, đợt này mình thấy anh Hùng giao lưu những cái cây đó, dáng rất là đẹp, bộ đế rất khéo cho quý chú bác hình dung để chơi tết nè. Anh qua đây nè, anh qua đây nè. Ờ đó mới thuận. Đó anh đo đi. Rồi vị trí này nhiêu nè? 32 bà con ơi. Vị trí này 32 ha. Dạ, 32. Rồi anh chải thước ra đo thêm luôn nè. Bộ rễ đường kính nó chiều 1m5 bà con ơi. Khoảng 1m5. Dạ. Rồi đo thêm luôn, thoát thân luôn. Thoát thân em nói là 22. 22. Dạ. Rồi tay cành. Đó những cái thông tin này cơ bản thì quý chú bác đã hình dung được hết rồi ha. Tay cành là 9 rồi con ơi. 9 ha. Dạ. Rồi tàn với bộ cao luôn. Hao hao luôn. Khoảng 1m5 đó bà con ơi. Khoảng 1m5.
chiều cao luôn Hùng ơi, khoảng 1m9. Nó nói những cái điểm của nó nè, xù hết rồi quý chú bác ơi, từ trên dưới nè, xù như muốn chảy vậy nè, bệt á, chi tiết cho quý chú bác hình dung. Cái mai này cũng thần chậu rồi bà con, thần chậu ha, bông cũng đẹp ha, bông dảo, bông bao đẹp cho quý chú bác nè, đó bộ đế nè, đó nôm mà nôm đều hết nè, hết mặt chậu luôn. Quý chú bác không thả từ từ xem, nó có cái dáng hao hao như là một cái con thú vậy đó, nó chồm lên ha. Rồi mời anh Hùng vô giao lưu cái cây này luôn anh Hùng ơi. Cây số 8 thì em cháu giao lưu với bà con là 20 triệu bà con ơi. 20 triệu. Rồi hình thức cũng ship 200 cây số. Hình thức thì em cháu ship 200 cây số. Ship xe tải. Xe tải. Đó, quý chú bác yên tâm về vấn đề ship ha. Đó thì em cháu với là anh Hùng cũng cố gắng giới thiệu cho quý chú bác những cái cây mà anh Hùng sưu tầm được rất là đẹp để giao lưu cùng quý chú bác. Đó thì anh Hùng chào quý chú bác luôn anh Hùng ơi. Dạ, dạ cuối clip rồi em cháu xin chúc bà con một ngày mới làm ăn phát tài phát đạt. Rồi. Có sức khỏe. Rồi. Rất cảm ơn ha. Đó thì mong quý chú bác xem video. Nếu mà thích cây nào thì cứ alo cho anh Hùng nha. Đó, và đừng quên nhấn đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của em cháu, để chia sẻ những gốc mai, gốc bonsai đẹp để giao lưu cùng quý chú bác. Đó, xin chào và hẹn gặp lại quý chú bác ở những cái video clip sau nhé. We'll be right back.